Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách. Và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ hai đầu tuần ngày 15 tháng 2. Hương Giang hy vọng quý vị nào ở Mỹ đã có một cuối tuần sum vầy ấm cúng bên người thân, bên gia đình, bên những người mẹ yêu thương của mình trong ngày lễ hiền mẫu trong ngày Mother's Day vào ngày hôm qua. Ngày hôm qua người dân đổ ra đường đến nhà hàng dẫn mẹ mình ra nhà hàng tặng quà, tặng hoa, dẫn đi chơi. Quý vị có nghĩ là một năm đến trong cái ngày hiền mẫu nước Mỹ chi ra bao nhiêu tiền? Người dân chi ra bao nhiêu tiền cho ngày lễ hiền mẫu không quý vị? Cái con số năm nay, năm 2023, người dân Mỹ đã chi cho Mother's Day là gần 36 tỷ Mỹ kim. Mỗi một năm có sự gia tăng. Năm nay đã tăng hơn năm 2022 là gần 4 tỷ Mỹ Kim. Người ta tính ra cái con số trung bình là mỗi một người chi bao nhiêu tiền đó? 300 mấy chục đô trong cái ngày hiền mẫu. Ngày hương nhau hy vọng một lần nữa là quý vị đã có một ngày rất là ấm cúng. Quý vị nào vẫn còn những người mẹ thân thương bên cạnh mình. Bây giờ chúng ta quay trở lại Hoa Kỳ. Ngày lễ hiền mẫu đã trôi qua. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đối diện với một thực tế đó là th lại thêm một vụ thảm sát nữa xảy ra tại ở trong nước Mỹ, tại tiểu bang New Mexico. Kết quả ba người bị thiệt mạng, hai viên cảnh sát bị thương và nghi can bị bắn chết trong quá trình giao tranh súng ống với lực lượng thực thi công lực. Có một bản tin Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị. Quý vị nào đang ở California thì bây giờ thời tiết bắt đầu nắng ấm và sắp tới sẽ có những cái đợt nắng nóng. Và như mọi người, Hương Giang cũng đi hiking và Hương Giang tin là có rất là nhiều quý vị cuối tuần đi hiking, đi bộ ra công viên hoặc đi leo núi, leo đồi. Bởi vì cái hoạt động này ở Mỹ hết sức là bình thường, một hoạt động được xem tập thể dục nó rất là healthy. Nhưng mà quý vị biết vào sáng ngày hôm qua có một người phụ nữ 26 tuổi hai kinh ở gần Santa Barbara và đang trên con đường mòn thì đã bị rắn rattlesnake cắn. Đó là rắn đuôi chuông. Đây là một trong những loại rắn có nọc độc. Và người phụ nữ này đã gọi điện cho 911 và khoảng 10 giờ 25 phút thì à, lực lượng cứu hộ, lực lượng cứu thương đã đưa trực thăng đến đưa người phụ nữ này đi cấp cứu, đi cứu thương. Điều này nó cảnh báo là quý vị biết là bây giờ thời tiết nắng thì loài bò sát đổ ra đường. Và rắn cũng bắt đầu đổ ra đường cho nên quý vị nào mà hay đi hiking, hay đi bộ trong những công viên hay là hay đi leo núi quý vị nhớ là đi theo con đường mòn, đi trong trên con đường mòn. Quý vị đừng có đi tắt, quý vị đừng có đi rẽ, đừng có đi trệt khỏi những cái con đường mòn đó. Bởi vì như vậy thì nguy cơ gặp những loài bò sát mà trong đó sẽ có những cái loài bò sát mà có nọc độc như là rắn đuôi chuông rất là nhiều. Một bản tin như Hương Giang cũng muốn gửi nhắn nhắc nhở đến quý vị và nhắc nhở bản thân mình. Và ở tại miền Bắc California của chúng tôi, Quý vị biết là trong những ngày vừa qua liên tiếp chứng kiến hai vụ tai nạn giao thông đều ở trên xa lộ. Một là một tài xế xe tải mà xe thô đó tức là tới để thô một chiếc xe đi. Và khi mà bước ra khỏi cái 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 làng đường cái shoulder đó cái vệ bên đường để nhặt những cái vật dụng của mình thì tài xế này đã đi bị một chiếc xe đâm phải và tử vong. Trên xa lộ 880, quý vị biết là nửa đêm sau nửa đêm, có một người xe hư và một người qua đường rất là tốt bụng đã dừng lại, dừng lại để giúp người kia đang gặp nạn và bị xe đụng cũng bị thiệt mạng. Và nhà chức trách đã gửi ra cái thông báo cảnh báo là chỉ có trường hợp nào thật là cần thiết quý vị mới dừng lại ở trên xa lộ thôi. Quý vị biết là xa lộ ở California chạy xe thì đông như mắc cưỡi, chạy với tốc độ rất là nhanh. Cho nên cái nguy cơ mà chúng ta dừng lại trên xa lộ, mà nguy cơ mà bị tai nạn rất là cao. Cho nên quý vị nào thường xuyên lái, trên, lái xe trên xa lộ cũng nên để ý vấn đề này. Và bây giờ chúng ta quay trở lại những gì xảy ra trên chính trường Hoa Kỳ. Quý vị biết là ngày hôm nay chiều ngày hôm nay tất cả các cơ quan truyền thông đều loan một cái tin đó là một dân biểu của quốc hội tiểu bang virginia ông dân biểu gary connolly văn phòng của ông bị tấn công có một người đàn ông đã vào văn phòng của ông và tìm đòi gặp đòi gặp dân biểu tiểu bang dân biểu connolly nhưng mà trước khi mà dân biểu đi ra thì người đàn ông này đã cầm cái cái chày baseball đó, cái 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 gậy mà đánh banh baseball rượt đuổi hai nhân viên của ông Connolly. Mà quý vị biết người đàn ông này là ai không? Là một người gốc Việt. Hương Nhân ngồi đằng sau, quý vị biết Hương Nhân làm việc mà tin tức bên cạnh rất là nhiều hai ba đài trên TV, trên computer cũng có nghe về cái bản tin này liên tục các đài loan tin liên tục bởi vì bây giờ cái tình trạng mà nhân viên của các nhà lập pháp tiểu bang hay nhà lập pháp của liên bang bây giờ bị đe dọa bị tấn công thì nó xảy ra thường xuyên hơn và cái bản tin này chiều hôm nay hầu như đài nào cũng loan tin mà hương an không hề để ý là nghi can là một người gốc việt đó là xuân kha trần phạm 49 tuổi, người ở Fairfax, Virginia. Nhà ông Trần Phạm này đó chỉ ở cách văn phòng của dân biểu Virginia, dân biểu Connolly chỉ có 5 dặm mà thôi. Mà không hiểu vì lý do gì, cho đến giờ nhà chức trách chưa có tiết lộ là thực sự cái lý do đứng đằng sau mà ông Trần Phạm này ra tay hành hung nhân viên của ông Connolly. Chỉ biết rằng là ngay chiều hôm nay thì nhà chức trách địa phương đã bắt giữ ông Trần Phạm và đối mặt với cái cáo buộc là hành hung nhưng mà đằng sau cái cáo buộc này còn có những cáo buộc nào nữa hay không thì chúng ta không được biết nhưng mà quý vị biết là xem cái cái đoạn băng đó người nhân viên của ông Connolly vừa chạy vừa hét tức là người này ông Trần Phạm cầm cái chai cầm cái gậy đánh baseball chạy theo rượt đuổi theo người phụ nữ này và bà la rất là thảm thiết may mắn là những cái thương tích nó không có bị nặng ngạc nhiên bởi vì khi mà đọc tên của nghi can thì hương nha ngạc nhiên hương nhan không ngờ đây là một người gốc việt và hương Nhân muốn chia sẻ với quý vị bản tin này ngày hôm nay có một bản tin thu hút sự chú ý rất là nhiều đó là sau 4 năm quý vị nhớ tháng 5 năm 2019 và bây giờ cũng là tháng 5 năm 2023 tức là 4 năm. 4 năm sau 4 năm cái cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt John Durham. Không biết quý vị còn nhớ không? Có lẽ là nhiều quý vị chắc cũng quên ông John Durham rồi. Khi ông John Durham được Bill Barr tức là tổng trưởng tư pháp của ông Donald Trump bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt điều tra cái cuộc điều tra của FBI. Cuộc điều tra của FBI là cuộc điều tra gì? Đó là cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Và khi mà ông Bill ba lên nắm quyền thay ông Jeff Sessions, phía ông Donald Trump, đồng minh của ông Donald Trump, thì cho rằng là FBI khi mở cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ có thông đồng giữa Nga với ông Donald Trump hay không? Khi FBI khởi sự cái cuộc điều tra này thì họ khởi, khởi sự trên cái cơ sở không có đúng đắn. Mà nếu như một cuộc điều tra được khởi sự trên cái cơ sở không có đúng đắn, không có rõ ràng thì toàn bộ kết quả cuộc điều tra sẽ bị xóa sạch. Và ông Bill Ba bổ nhiệm tháng 5 2019 bổ nhiệm cho Durham để điều tra cuộc điều tra này. Cuộc điều tra của FBI khi được tung ra thì mang tên là à Huyang mất Crossfire Hurricane. Crossfire Hurricane đó là cuộc điều tra mang tên như vậy. Và trong 4 năm vừa qua quý vị biết là ông Donald Trump và đồng minh của ông Donald Trump đặt rất là nhiều hy vọng vào cái cuộc điều tra của ông John Durham. Trước bầu cử năm 2020, Donald Trump tin rằng là nếu như mà John Durham có tung ra kết quả điều tra thì nó sẽ minh oan cho ông ta. Nhưng mà bầu cử xong rồi vẫn chưa có cái kết luận của cuộc điều tra này. Trong 4 năm trời, ông John Durham chi tiêu 6,5 triệu Mỹ Kim, 6 triệu rưỡi đô la Mỹ cho cái cuộc điều tra này. Đây là tiền thuế của người dân. Kết quả ông thu được là gì? ông có ba bản cáo trạng, hai bản cáo trạng, một là nhắm vào luật sư cho chiến dịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton, đánh vào cái tội khai man. Đi ra tòa cũng thua, bởi vì chưa cái các cáo trạng mà khi mà được đệ lên tòa đó thì giới quan sát pháp lý ở bên ngoài đã cho rằng cái case này nó rất là yếu. Và quả thật đúng là như vậy. Đi ra tòa vụ này xong, bản cáo trạng này coi như xong cái vụ thứ ba đó là vụ thứ hai vụ thứ ba là cái bản cáo trạng dành cho một nguồn tin của ông Christopher Steele tác giả của bộ hồ sơ Trâm Nga bộ hồ sơ này trong bộ hồ sơ này có những thông tin chưa được xác minh mà những thông tin đó thì nó lại có những cái thông tin không có hay những cái thông tin tẩy bạ về ông Donald Trump ở Moscow. Những thông tin này không biết đúng hay sai. Nhưng mà cái bộ hồ sơ của ông Christopher Steele, cựu điệp viên tình báo của anh, nó đã từng một thời làm rúng động bầu cử năm 2016. Nhưng mà quý vị biết là cuộc điều tra của ông John Durham đã trong quá trình điều tra thì họ lần ra được cái nguồn tin nguồn tin ban đầu người cung cấp thông tin cho ông Christopher Steele. Và họ truy tố ông ta. Bên ngoài đánh giá vụ này chắc cũng không xong, bởi vì quá yếu, ra tòa đúng là yếu thật. Bây giờ cái vụ đầu tiên đó là Kevin Clyde Smith. Smith là một luật sư cấp thấp ở FBI. Clyde Smith đã phạm một cái tội, đó là phạm một cái lỗi, đó là khi mà gửi đơn lên tòa tòa phái xa để xin tòa phái xa cho phép đặt băng nghe lén qua the page cố vấn về đối ngoại của ông Donald Trump. Thì Clive Smith để có được cái trát đòi của tòa, Clive Smith đã sửa lại cái email và John Durham đã đưa cái bản cáo trạng đối với Clive Smith, nhưng mà đây chỉ là một tội tiểu hình và Clive Smith đã thỏa thuận nhận tội Nhận tội một tội rất là nhỏ Và không có bị ngồi tù một ngày nào Toàn bộ cái cuộc điều tra 4 năm trời 6 triệu rưỡi Mỹ Kim Chỉ có 3 bản cáo trạng 2 bản cáo trạng Thì thất bại hoàn toàn Cái cuộc điều tra Của John Durham Ông William Barr Ông muốn giữ cho cái cuộc điều tra này sống Tức là life, live, live trước khi ông từ chức thì ông đã bổ nhiệm tức là ông đưa John Durham lên làm công tố viên đặc biệt trước đó vào ngày vào tháng 5 năm 2019. William ba chỉ bổ nhiệm John Durham lãnh đạo cái cuộc điều tra này mà thôi, nhưng mà vào tháng 10 năm 2020 bởi vì William ba không biết là sau bầu cử ai sẽ nắm quyền tòa bạch ốc. Nếu như dân chủ nắm quyền tòa bạch ốc thì William Ba sợ rằng cái cuộc điều tra của John Durham sẽ bị bóp chết ngay lập tức. Cho nên William Ba đã đi một bước là đưa John Durham trở thành công tố viên đặc biệt để mà lỡ có dân chủ thắng mà đúng là dân chủ thắng tức là ông Joe Biden vào tòa bạch ốc thì cũng không có dẹp được cái cuộc điều tra của ông John Durham. Bây giờ tổng trưởng tư pháp Merrick Garland khi ông lên ông vẫn giữ nguyên cái cuộc điều tra này. Ông để ông cứ để cho John Durham điều tra và bây giờ ngày hôm nay John Durham đã đóng lại cái cuộc điều tra này, ông ta đã gửi cái bản báo cáo kết luận điều tra sang cho Bộ Tư pháp, sang cho ông Merrick Garland, cái bản báo cáo này dài hơn 300 trang. Merrick Garland gửi một bản sang cho Quốc hội, thông báo với Quốc hội và ông công bố cái báo cáo kết luận này. Trong báo cáo kết luận này là gì? John Durham dành 4 năm trời và đưa ra kết luận là FBI khi khi đi dạo trong khu phố có lẽ quý vị cũng thấy các sân vườn ít cỏ hơn, nhiều cây bản địa hơn. Sân vườn quý vị trông thế nào? Quý vị sẵn sàng thay sân cỏ cần nhiều nước bằng cảnh quan đẹp, hiện đại và tiết kiệm nước chưa? Nếu quý vị cư ngụ ở quận Santa Clara, các chương trình hoàn tiền khuyến mãi của Valley Water có thể giúp trả chi phí nâng cấp. Truy cập qua derseys.org ngay hôm nay để kiến tạo sân vườn của quý vị. Khi mở cuộc điều tra về ông Donald Trump, tức là về chiến dịch của ông Donald Trump với Nga, họ đã quá vội vã, tức là họ vội vã mở cái cuộc điều tra này. Họ dựa vào những cái thông tin tình báo raw, thô. Những cái thông tin tình báo chưa được xác minh. Và trong quá trình điều tra thì cái cuộc điều, cái cái uh, ông Durham ông đưa ra kết luận là các nhà điều tra đã phớt lờ, đã bỏ qua. Đã phớt lờ, đã bỏ qua những cái dấu hiệu mà nó làm suy yếu cái âm mưu làm tiền đề về mối quan hệ trong Nga. Tức là các nhà điều tra có một cái thiên kiến trong cái báo cáo này là như vậy. Một số người liên quan sâu đậm đến vấn đề này họ có cái thiên hướng là muốn điều tra ông Donald Trump và cuộc điều tra này cũng cáo buộc là FBI đã không giữ một cái tiêu chuẩn như vậy khi mà đối với chiến dịch của bà Hillary Clinton có một cái điểm đáng chú ý bó thông lai là gì cái cuộc điều tra của ông John John Durham đưa ra kết kết luận là FBI lẽ ra không có nên mở cái cuộc điều tra ông Donald Trump bởi vì họ không có chứng cứ xác minh nhưng mà ông John Durham không có đưa ra bất cứ một cái đề nghị nào đề nghị là FBI bây giờ cần phải thay đổi chỗ này thay đổi chỗ kia không có chúng ta nhớ là tổng thanh tra của bộ tư pháp cũng đã mở cái cuộc điều tra điều tra cuộc điều tra điều, à, mở điều tra về cái cuộc điều tra của FBI mà ông Donald Trump ông trước đó thì ông hô hào là sẽ có điều tra các nhà điều tra donald trump và các đồng minh của ông donald trump đặt rất là nhiều hy vọng vào john durham nhưng mà rồi theo thời gian và trước những cái gì diễn biến thì họ gần như là hết hy vọng họ hy vọng có thể đảo ngược được bàn cờ có thể lật được ngược lại thế cờ nhưng mà không có được john durham chỉ trích fbi hết sức là nặng nề nhưng mà không có đề nghị là thay đổi. Trong khi đó, cái cuộc điều tra của Tổng thanh tra Bộ Tư pháp cũng điều tra về cái cuộc điều tra này và họ đã chỉ ra 17 điểm, nếu Hương Giang nhớ không nhầm là 17 điểm. Những cái này là những cái sơ sót, những cái này là những cái sơ xuất, những cái này là những cái lỗi của FBI do hệ thống có, do con người có. Nhưng mà cái cuộc điều tra của Tổng thanh tra Bộ Tư pháp đưa ra kết luận là họ có, mặc dù họ gặp vấp những cái lỗi như vậy, nhưng mà họ có cơ sở để mở cuộc điều tra. Còn ông Durham thì ông cho rằng không có cơ sở. Chúng ta so sánh với cuộc điều tra của ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Tức là sau khi mà FBI dưới thời của ông James Comey đã mở cái cuộc điều tra. Bởi vì từ một họ nhận được một cái nguồn tin từ bên đồng nhiệm của Úc đã vô tình ngồi nghe được Carter Page tại một quán bar tại một nhà hàng. Đã đưa ra những thông tin và họ chuyển những cái thông tin đó cho FBI. Đó là cái lý do đầu tiên và một trong những lý do chính mà sau đó FBI từ từ đã tiến tới mở cái cuộc điều tra. Crossfire Hurricane. Sau đó thì công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã mở rộng cái cuộc điều tra này, điều tra Nga can thiệp vào đầu bầu cử Mỹ, liệu có cái mối thông đồng giữa ba vận động tranh cử của ông Donald Trump và và Nga hay không. Kết quả Robert Mueller truy tố hơn 30 người trong cái quá trình điều tra của mình. Trong đó có phân nửa là đồng minh của ông Donald Trump. Và quý vị biết là ông Robert Mueller ông kết luận là nga có can thiệp vào bầu cử mỹ và chiến dịch của ông donald trump mở cánh cửa mời chào nhưng mà họ không có tìm ra đủ chứng cớ để cho thấy là giữa hai bên có thông đồng với nhau tức là chiến dịch của ông donald trump nga gõ cửa thì họ mở cửa mời họ mời chào nhưng mà họ không có thông đồng đó là kết luận của Robert Mueller và từ cái kết luận đó nó mới dẫn tới cái cuộc điều tra của ông John Durham. John Durham chỉ trích FBI. Và John Durham chỉ trích bộ tư pháp. Bộ tư pháp và FBI đã không có gìn giữ cái sứ mạng của mình là phải tuân thủ theo luật pháp của Mỹ liên quan đến những cái vấn đề được nhắc đến ở đây. Từng câu từng chữ rất là nặng nề. Và ông không có truy tố thêm ai nữa, tức là tổng cộng 4 năm trời chỉ có 3 cái bản cáo trạng mà chỉ có thành công được một bản cáo trạng tội tiểu hình. Ông không có đề nghị thêm truy tố ai, chỉ chỉ trích FBI nhưng mà không có đưa ra được cái phương hướng để giải quyết vấn đề. Thực ra cái bản báo cáo này là gì? Cái bản báo cáo này cho thấy họ không có tìm ra tội, nhưng mà họ muốn xoa dịu những người họ cần xoa dịu. Họ muốn xoa dịu cái lực lượng mà họ cần xoa dịu. Quý vị nhớ là trong một trong hai bản cáo trạng thứ hai hoặc thứ ba, đích thân ông John Durham đi ra tòa tham dự. Và cái kết quả là một cái gáo nước lạnh dội vào mặt ông John Durham. Các chuyên viên về pháp lý, những nhà phân tích, những nhà quan sát đều họ cho rằng là không biết là thực sự John Durham trong 4 năm đã điều tra những gì Đừng có nói là công tố viên của Ông không có công tố viên giỏi Ông có công tố viên giỏi Nhưng mà cái những cái bản cáo trạng Rồi ra đấu đá tại tòa Phải thấy là họ hỏng rất là nhiều Ông Donald Trump ngày hôm nay Lên trên mạng trút sâu sô Trút giật Ông bảo rằng cái cuộc điều tra này Là một cái trò lường gạt Người ta lường gạt công chúng Mỹ Trong chừng đó năm trời đây là một cái chương trình lường gạt. Wow, kết luận điều tra của công tố viên đặc biệt cho thấy là FBI không có nên điều tra trâm. Ông Donald Trump đã mở đầu ở trên Truth Social như vậy. Và bây giờ quý vị biết khi mà bùa bầu cử đang bắt đầu vào đó, vào cái nguồn đó, thì Donald Trump có quyền lấy cái kết luận điều tra này cho rằng là ông ta không có làm điều gì sai trái. Để củng cố những cái tuyên bố vô căn cứ của mình. Đây được xem là một chiến thắng của ông Donald Trump trong cái cuộc điều tra này. Nhưng mà cái mục tiêu cao cả mà phía ông Donald Trump và đồng minh muốn nhìn từ cái cuộc điều tra này, cái mục tiêu này cho ông Donald không có đạt được bởi vì không có gì để đạt được, không thể nào mà đạt được. Đây là bản tin đi tin chính và đây là được một bản tin được phân tích mổ sẽ nhiều nhất vào ngày hôm nay. Vào ngày hôm nay cũng có một vụ kiện và vụ kiện này gây kinh ngạc. Kiện ai kiện Rudy Giuliani, một người phụ nữ bà Dunphy, bà Noel Dunphy. Người phụ nữ này từng làm việc cho ông Rudy Giuliani từ năm 2019 đến năm 2020. 20 hay 21. Đây là một vụ kiện dân sự. Bà kiện đòi bồi thường 10 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà trong cái vụ kiện này nó 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 phải nói nó cáo buộc thì đúng hơn. Nó đưa ra những cái tuyên bố mà cho đến giờ chúng ta không biết là đúng hay sai. Vụ kiện này tố cáo là ông Rudy Giuliani đã biến bà thành nô lệ tình dục trong những năm làm việc cho ông. Chỉ trong vòng có 1-2 năm Hình như là trong vòng 1 năm 19 đến 20 Chuyện gì xảy ra Theo cái hồ sơ vụ kiện này Thì người phụ nữ này đang Ly thân với chồng Đang ly thân với chồng Và Vì tranh chấp về Bạn hành gia đình Thì ông Rudy Giuliani Đã hứa hẹn Là về làm cho ông Làm giám đốc phát triển kinh doanh Cho công ty lục của ông với cái mức lương chưa cao rất là cao tức là một triệu một năm một triệu mỹ kim một năm và ông Rudy Giuliani hứa là sẽ ra đại diện cho người phụ nữ này trước tòa về cái tranh chấp bạo hành gia đình như vậy nhưng mà ông ta không có trả lương liền ông ta bảo là chờ cho đến bao giờ mà ông ta đại diện xong cho đến bao giờ mà ông ta ông ta đại diện xong trong cái thủ tục mà tranh chấp về tranh chấp về bảo hành gia đình và theo cái vụ kiện này Rudy Giuliani đã bảo nguyên đơn là giữ kiến cái công việc làm của cô cho đến bao giờ mà ông xong cái thủ tục ly dị bởi vì lúc đó Rudy Giuliani đang ly dị quý vị biết là vụ tội vụ kiện cáo buộc ông Rudy Giuliani hành hung tình dục cưỡng dâm ăn trộm lương và nhiều những cái hành vi khác nữa. Người phụ nữ này bảo mức lương hấp dẫn quá cho nên cô không thể nào mà từ chối được. Và với hy vọng là mình sẽ được đại diện miễn phí. Nhưng mà để đổi lại là phải phục vụ cái chuyện kia đối với ông Rudy Yoni mọi lời mọi lúc. Kể cả khi ông ta đang gọi điện thoại, đang trên đường dây điện thoại. Làm việc ở nhà ông ta, làm việc ở ngoài khách sạn bất cứ lúc nào và ngoài ra vụ kiện này cũng cáo buộc là fbi đã liên lạc với người phụ nữ này quý vị nhớ là trong cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà fbi đang điều tra ông rudy giuliani về những cái hoạt động lobby đi của ông ta tại ukraine mà những cái hoạt động này nó liên quan đến nó dẫn đến cái cái phiên luận tội ông Donald Trump lần đầu tiên. Rudy Giuliani đã bay sang Ukraine để đào bới những cái thông tin gây thiệt hại cho ông Joe Biden, những cái thông tin về Hunter Biden. Ông qua bên đó vận động hành lang, hối thúc chính phủ Ukraine đưa ra tuyên bố là họ đang điều tra là nhà như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến Joe Biden bởi vì lúc đó Joe Biden đang nổi lên là ứng cử viên sản giá của dân chủ. Vào lúc đó quay trở lại vào cái thời gian đó thì FBI đã tìm đến cô Dunphy. Lý do tại vì họ tin rằng Dunphy giữ nhiều biết nhiều cái thông tin. Thì người phụ nữ này đã chia sẻ sẻ lại với boss của mình. Và ông chủ Rudy Giuliani yêu cầu nhân viên của mình phải xóa hết những trao đổi giữa hai bên với nhau. Rồi sau đó ông ta yêu cầu nhân viên của mình là lên Google tìm kiếm những cái thông tin về cản trở công lý. Vụ kiện này cũng cáo buộc là Rudy Giuliani cùng với ông Donald Trump rao bán ân xá tổng thống mỗi một trường hợp là 2 triệu Mỹ Kim. Vụ kiện nhắc lại là Rudy Giuliani đã bảo với nguyên đơn rằng nếu mà cô biết ai đó cần ân xá thì hãy giới thiệu cho tôi Thay vì đi qua cái kênh chính Tức là qua văn phòng luật sư ân xá của chính phủ Mà quý vị biết rồi Những cái thông thường theo thủ tục Văn phòng luật sư ân xá của chính phủ đó Của thuộc bộ tư pháp văn phòng này Họ làm việc và họ bị tồn động rất là nhiều Năm 2022 thì họ, họ tồn động đến 17.000 trường hợp và tùy theo trường hợp, có những trường hợp nộp đơn xin ân xá, có những trường hợp họ được giải quyết trong vòng vài tiếng đồng hồ, trong vòng vài tháng, trong vòng vài năm cũng có, rất là mất thời gian. Và cái vụ kiện này cho biết Rudy Giuliani đã bảo nhân viên của mình như vậy. Bảo là giới thiệu qua tôi mỗi một vụ như vậy là 2 triệu Mỹ Kim tôi và ông Donald Trump cùng chia chác. Bây giờ thực sự chúng ta không biết những cái cáo buộc này đúng hay là sai. Phía ông Rudy Giuliani thì bác bỏ hoàn toàn rồi đó. Không bàn cãi bác bỏ. Bảo là suốt cả đời ông này, ông cứ minh phát ngôn nhân của ông Rudy Giuliani bảo rằng suốt đời của ông này là phục vụ công. Cho nên bây giờ ông đang chuẩn bị đối phó, ông sẽ có ông sẽ phản công Để chứng minh là mình hoàn toàn minh bạch Không có gì cần phải nói Quý vị biết là thực sự chúng ta không có biết Là những cái cáo buộc này có thật hay không Có thật là Rudy Juni cùng câu kết với ông Donald Trump Để bán một cái vụ như vậy ân xá tổng thống Là một triệu, 2 triệu hay không Chúng ta không biết Quý vị phải nhớ cái điều này Không có được xác minh nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn vào những con số So với các vị tổng thống khác thì ông Donald Trump ông ít sử dụng đến cái thẩm quyền ân xá của mình. Rất là ít. Ông Barack Obama 8 năm làm nhiệm kỳ 100 à 1300 case. 1300 cases này là những cái case mà ân xá toàn bộ cũng có những cái cây khoan hồng những cái cây giảm án cũng có. Còn ông Donald Trump trong 4 năm ông ta chỉ ân xá 240 trường hợp, 240 case, mà quý vị biết, trong đó chỉ có 24 case, 24 cases là nó qua cái cổng là văn phòng luật sư ân xá. Ông Rudy Giuliani theo cái vụ kiện đó là ông yêu cầu cô Danfie này là phải xóa hết bởi vì sao? Ông bảo rằng đi qua tôi này đừng có đi qua đi qua cái kênh là văn phòng luật sư ân xá bởi vì tất cả những cái thư từ mà gửi đến đó thì đều sẽ được công khai theo cái đạo luật tự do thông tin. Cho nên gửi qua tôi. Vụ kiện cáo buộc là như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái con số 240 trường hợp của ông nó Trump trong 4 năm nhiệm kỳ thì chỉ có 25 trường hợp là đi qua cái văn phòng luật sư ân xã mà thôi. Còn toàn lại tức là nó chiếm khoảng 10% còn toàn lại 90% thì nó đi qua một cái kênh private, một cái kênh tư được lập ra ở tòa Bạch Ốc. Mà 240 trường hợp này rất là nhiều người đồng minh của ông Donald Trump, những người thân cận của ông Donald Trump, đồng minh chính trị của ông ta chẳng hạn như Steve Bannon, cựu chiến lược gia tòa Bạch Ốc hay là Roger Stone. Đó là những nhân vật được ông Donald Trump ân xá. Không biết cái cáo buộc này như thế nào. Nhưng mà người phụ nữ này tố cáo và trong cái vụ kiện dân sự đòi bồi thường 10 triệu Mỹ Kim. Người phụ nữ này cho rằng là cái vụ cái phiên xét xử bà Yichin Kero cái vụ kiện mạ lị của bà Yichin Kero thành công vừa rồi nó đã tạo cho cô một cái niềm khích lệ cần phải lên tiếng nó thúc đẩy người phụ nữ này cần phải lên tiếng và cô bảo đó là lý do mà cô nộp đơn cái vụ kiện dân sự chống lại ông Rudy Giuliani Cựu thị trưởng tòa Bạch ốc, cựu công tố viên văn phòng quận Nam New York, một văn phòng biện lý Hoa Kỳ được xem là văn phòng biện lý Hoa Kỳ quan trọng nhất tại đây, họ toàn truy tố những cái vụ lớn mà thôi, được xem là văn phòng biện tố à, biện lý hết sức là quyền lực. Cũng nhân tiện nói về văn phòng biện lý quận Nam New York. Quý vị biết là vào ngày hôm nay thì tòa liên bang ở quận Nam New York đã nhận được một cái thông báo từ Virgin Island. Virgin Island họ thông báo là họ tống chắc đòi cho Elon Musk. Ông chủ, ông tổng giám đốc của Twitter, ông chủ của Tesla, ông chủ của X Space, SpaceX. Lý do tại vì họ đòi tài liệu từ ông Elon Musk liên quan đến những cái trao đổi dính tới ông Jeffrey Epstein liên quan đến những cái trao đổi với uh, JP Morgan JP Morgan Chase bởi vì các nhà điều tra bây giờ Jeffrey Epstein thì đã tự sát chết rồi nhưng mà cuộc điều tra về cái đường dây buôn bán tình dục nó vẫn đang diễn ra và đó là lý do mà các nhà điều tra đã tống chắc đòi tài liệu cho Elon Musk. Yêu cầu Elon Musk là phải cung cấp những thông tin tài liệu liên quan những cái trao đổi của ông với Jeffrey Epstein với JP Morgan Chase. Và đây không phải từ trong nội địa Hoa Kỳ mà từ Virgin Island. Và quý vị biết ngày hôm nay Fox News loan tin là theo một số nguồn tin các cựu viên chức tình báo quốc gia tức là CIA họ cho biết là cái máy điện toán những cái thông tin về máy điện toán của Hunter Biden con trai ông Joe Biden nó không có liên loan liên quan dính dáng gì tới cái chiến dịch bóp méo thông tin của nga cả và theo một theo một lời khai của một cựu viên chức cho biết là cái chuyện mà tung tin đó chuyện mà tung tin Hunter Biden cái máy điện toán của Hunter Biden là thông tin bóp méo của Nga là phía bên Joe Biden dạng dựng quý vị nhớ là vào lúc mà những cái thông tin về máy điện toán của Hunter Biden lộ ra ngoài được loan được các cơ quan truyền thông loan ra thì đã có 51 cựu viên chức ở CIA ở tình báo quốc gia ở FBI. Trong đó có cả cựu giám đốc FBI ông Brennan, trong đó có cựu tình báo quốc gia. Trong đó có cựu cố vấn an quốc gia những người này họ cũng tham gia vào cái lá thư đó. Và cho rằng cái lá thư à, cái lá thư đó cho rằng là đây là những cái thông tin mà từ Nga đưa ra. Nhưng mà bây giờ Fox News loan tin cho biết là các một số cựu viên chức cho biết là chuyện này không có thật. Đúng là Nga có một chiến dịch bóp méo thông tin. Nhưng mà máy điện toán sắp tay của Hunter Biden không có phải nằm trong chiến dịch bóp méo thông tin của Nga. Và ngày hôm nay có thông tin từ cái cuộc điều tra của bà Fanny Willis từ văn phòng biện lý quận Man, à, văn phòng biện lý quận Fulton. Trước đây vào tháng 3 chúng ta biết là toán luật sư của ông Donald Trump đã đệ đơn lên tòa yêu cầu thẩm phán tòa thượng thẩm quận Phú Tân. Thứ nhất là tước bỏ cái tư cách lãnh đạo cái cuộc điều tra này của bà Fanny Willis. Thứ hai là hủy luôn cáo buộc à hủy luôn cái bản báo cáo kết luận điều tra của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt mà họ làm việc hơn 7 tháng trời lắng nghe gần 100 nhân chứng và họ đưa ra cái kết luận điều tra. Sở dĩ toán luật sư của ông Donald Trump kết luận như vậy. Là vì sao có yêu cầu như vậy, để thấn nguyện như vậy. Là vì họ cho rằng là cuộc điều tra, à cái bản báo cáo kết luận điều tra của Đại bồi Thẩm đoàn Đặc biệt thì đã bị vấy bẩn rồi, bị chen rồi. Lý do bị chen là do cái bồi thẩm viên tránh đó đi ra ngoài trả lời Thẩm, áp trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông. Nhưng mà quý vị biết là ông Toàn ông đã giải thích là tại tiểu bang Georgia, đại bồi thẩm đoàn đặc biệt họ có những cái quy định khác biệt với đại bồi đại bồi thẩm đoàn thông thường và bồi thẩm đoàn xét xử. Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt các bồi thẩm viên có thể đi ra nhận xét, đưa ra những cái thông tin kể về cái kinh nghiệm của họ, những cái gì họ experience. Nhưng có một số thông tin họ không được đụng tới Chẳng hạn như là thông tin trong cái phòng nghị án là không có được lọt ra ngoài Phía các luật sư của ông Donald Trump cho rằng là việc này là việc làm sai trái Việc này không có đúng bởi vì các bộ thẩm viên trong quá trình xét, à, trong quá trình lắng nghe nhân chứng, lắng nghe chứng cớ họ vẫn được xem, được đọc những cái bài báo ở bên ngoài. Bà Fanny Wallace vào ngày hôm nay đã đệ đơn phản pháo Bà cho là các luật sư của ông Donald Trump không có căn cớ Khi mà đòi tước bỏ cái tư cách lãnh đạo cuộc điều tra của bà Bởi vì những gì họ đưa ra là nó không có đủ tiêu chuẩn Và họ không có đưa ra được bằng chứng gì để hậu thuẫn cả và cũng tương tự đối với cái yêu cầu cái nỗ lực là dẹp bỏ hủy bỏ luôn cái báo cáo kết luận điều tra của đại bộ thẩm đoàn đặc biệt họ cũng không có đưa ra được cái, chứng cứ để hậu thuẫn. Đó là lý do mà bà Fanny Willis vào chiều vào ngày thứ hai đã đệ đơn lên tòa yêu cầu tòa là bác bỏ cái thỉnh nguyện của ông Donald Trump và yêu cầu tòa giải quyết vụ này, giải quyết cái vấn đề này không có cần phải tổ chức điều trần. Đó là phía bên bà. Đó là phía bên bà Fanny Willis. Và thưa quý vị, Hương Nhân tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại